Trong những năm vừa qua, Việt Nam đã hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Cùng với tình hình phát triển chung của đất nước, hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản đã có những bước phát triển vượt bậc. Ngày càng có nhiều nhà thầu quốc tế tham gia hoạt động thi công trong nước. Điều này càng đòi hỏi các nhà thầu xây dựng Việt Nam phải có sự đầu tư nghiêm túc về tư vấn thiết kế cũng như quản lý dự án để có thể cạnh tranh công bằng và phát triển bền vững. Nắm bắt được nhu cầu thực tiễn, công ty cổ phần đầu tư xây dựng Beacon đã được thành lập và hoạt động chính trên các lĩnh vực thiết kế và thi công xây dựng các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, tư vấn và chuyển giao công nghệ, dịch vụ cho thuê văn phòng và nhà ở. Năm 2013, bằng tất cả tâm huyết, công ty Beacon chính thức ra đời, đặt bước gạch đầu tiên trong lĩnh vực hoạt động tư vấn thiết kế xây dựng. Trong 4 năm, từ năm 2013 đến năm 2016, công ty đã không ngừng mở rộng, trở thành thương hiệu được nhiều nhà đầu tư xây dựng trong nước biết đến, đồng thời là công ty đi đầu trong việc triển khai và ứng dụng công nghệ BIM vào tất cả các quá trình quản lý dự án, thiết kế, thi công xây dựng. Đặc biệt nhất, năm 2017, công ty Beacon đã tự tay hoàn thiện dự án của mình được mang tên Beacon Tower. Tòa nhà văn phòng tọa lạc tại 4A xuyệt 176, đường D1, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Đây sẽ là nơi để đội ngũ nhân tài của công ty hội tụ và tiếp tục tạo ra những dấu ấn mới, thành công mới. Beacon Tower cũng chính là nền tảng đầu tiên cho mảng đầu tư vào văn phòng và nhà ở gia đình của Beacon. Chúng tôi tâm niệm, thành công bắt đầu từ nguồn lực, chất lượng gắn liền với sự đầu tư. Nên ngay từ khi thành lập, ban giám đốc công ty đặc biệt chú trọng về đội ngũ nhân sự, tuyển chọn các kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ, các chuyên gia có chuyên môn cao để tư vấn thiết kế, thẩm định và quản lý nhằm đảm bảo chất lượng công trình. Mặt khác, để chuẩn hóa các dịch vụ mang tầm quốc tế, công ty Beacon đã ứng dụng công nghệ mới BIM vào quản lý dự án để mang lại hiệu quả tối ưu cho khách hàng. Với quy trình thiết kế mới dựa trên công nghệ BIM, công ty Beacon có thể rút ngắn thời gian thiết kế xuống 67% so với thiết kế truyền thống, với chất lượng sản phẩm cao hơn và chi phí thiết kế thấp hơn tương ứng 67%. Không chỉ ưu tiên về chất lượng công trình, các chuẩn mực bảo vệ và cải thiện môi trường xây dựng bằng cách sử dụng kỹ thuật và vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường cũng được Beacon đặc biệt chú trọng. Bên cạnh đó, Beacon có tiềm lực tài chính vững mạnh, doanh thu tăng trưởng hàng năm từ 20 đến 30%, vốn điều lệ liên tục được bổ sung, tổng tài sản gia tăng hàng năm từ 20% trở lên. Nhờ thế mạnh về tiềm lực thi công có sẵn, Beacon dần đạt được sự tín nhiệm của các chủ đầu tư lớn trong lĩnh vực xây dựng. Từ năm 2013 tới nay, Beacon liên tục đảm nhận các gói thầu ngày một nâng cao về giá trị tiêu chuẩn, cũng như độ phức tạp trong việc quản lý, tư vấn thiết kế, giám sát và thi công các dự án. Thiết kế công trình nhà xưởng sản xuất Sam Cường, giai đoạn 2, Long Thành, Đồng Nai. Thiết kế và thi công việc cải tạo và nâng tầm trụ sở công ty Sacom, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Thiết kế và thi công công trình nhà kho chứa cáp viễn thông và cáp điện từ Sacom. Quản lý dự án khách sạn 4 sao, khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp và sân golf Sacom Resort. Thẩm định công trình tòa nhà Quỹ Đầu tư và Phát triển Bình Dương. Bên cạnh đó, Beacon cũng đang triển khai 4 công trình lớn nổi bật, có thể kể đến. Thi công chung cư cao tầng Samland Airport, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Thiết kế và thi công tòa nhà văn phòng Beacon Tower. Thiết kế chung cư Samland Riverside. Thiết kế khu căn hộ Sacom Bình Thắng, thị xã Dĩ An, Bình Dương. Với việc ứng dụng mô hình BIM vào triển khai các dự án, từ giai đoạn thiết kế đến giai đoạn thi công, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng hiệu quả đầu tư, tiến độ thi công được đẩy nhanh và chất lượng dự án tốt nhất. Thì nhân dịp khai trương trụ sở chính của công ty Beacon thì cho phép tôi đại diện cho toàn thể cán bộ công nhân viên gửi đến các chính quyền địa phương, gửi đến các đối tác, gửi đến khách hàng và toàn thể anh chị em mọi cảm ơn sâu sắc, và chúng tôi cam kết rằng chúng tôi sẽ mang tới tất cả các dự án mà chúng tôi thực hiện một cái chất lượng tốt nhất, thời gian tốt nhất và hiệu quả nhất. Thành quả trong quá khứ, nỗ lực không ngừng nghỉ ở hiện tại và khát vọng vững mạnh trong tương lai, tất cả sẽ hợp thành hành trang để Beacon tự tin viết tiếp những trang sử mới trong quá trình hình thành và phát triển của mình. Chúng tôi tin rằng với lực lượng cán bộ nhân viên có năng lực, đội ngũ chỉ huy trưởng có quyết tâm và hoài bão lớn tiên phong, đặc biệt là sự chèo lái tài tình của ban lãnh đạo công ty, nguồn lực tinh thần chủ chốt đầy tự tin và kiên định,
sẽ đưa con tàu Beacon cập bến thành công, trở thành thương hiệu mạnh trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, xây dựng, các công trình dân dụng và công nghiệp tại Việt Nam. Lấy phương châm chữ tín đi cùng công nghệ làm kim chỉ nam trong suốt chặng đường xây dựng, trưởng thành và phát triển của mình, Beacon cam kết sẽ trở thành một công ty tư vấn thiết kế và xây dựng tầm vóc trong tương lai, từng bước tạo lập thương hiệu và khẳng định đẳng cấp trên thị trường, thực hiện sứ mệnh mang đến cho các nhà đầu tư hiệu quả của việc đầu tư, chất lượng sản phẩm và thời gian của các công trình xây dựng mà họ đầu tư, góp phần thu hút đầu tư nước ngoài và làm tăng trưởng nền kinh tế Việt Nam. Uy tín, tốc độ, chất lượng, chuyên nghiệp. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Beacon, khác biệt ở chữ tín.